Miss Universe, đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh, quy tụ những người đẹp tự tin, truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng, là đích đến của hàng triệu người đẹp trên toàn thế giới. Hành trình thử thách đầy cam go cho tất cả những trái tim ngoan cường nhất. Hàng trăm triệu khán giả trên toàn thế giới luôn hồi hộp theo dõi hành trình chinh phục vương miện Miss Universe của các người đẹp đến từ hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, các người đẹp đã sẵn sàng bước đến hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của Miss Universe Việt Nam 2024 The New Era Influencing Beauty, hội tụ đủ 3 yếu tố: sắc đẹp, lòng nhân ái và trí tuệ. Miss Universe Việt Nam 2024 sẽ là người đẹp tiếp theo đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2024. Miss Universe không đơn thuần là một cuộc thi chỉ tìm kiếm nhan sắc. Đây là một cái hành trình giúp phụ nữ tự tin, kết nối với nhau, học hỏi lẫn nhau để hoàn thiện bản thân và mang tới những cái giá trị rất là to lớn cho cộng đồng. Tiêu chí của cuộc thi khá là đồng điệu với cả Phương Anh, và quan trọng tiên quyết nhất, sứ mệnh đầu tiên đó là xây 10 trường học. Miss Universe 2024 có những tiêu chí hoàn toàn khác, giới hạn độ tuổi 33 tuổi. Đây là một cơ hội mà Hà nghĩ rằng nếu như không phải bây giờ thì không bao giờ Hà có lại được. Không khác gì một mùa All Star. Nếu mà sợ thì Quỳnh đã không ngồi ở đây. Và Quỳnh muốn tự cho mình thêm một cái cơ hội để viết tiếp cái giấc mơ còn dang dở của Quỳnh. Kiểu vũ trụ mách bảo cho mình ấy, và tự trong bản thân của mình cảm nhận được cái điều đó rất là rõ. Khi bước vào một cuộc thi thì mình thực sự mình cần phải hiểu về nó. Thì mình thấy là các tiêu chí ở cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2024 năm nay phù hợp với duyên. My nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của My có thể tham gia một cuộc thi hoa hậu. Trời ơi, có hoa hậu Kỳ Nguyên nè, có Hà Kino nè, có rất là nhiều cái tên kỳ cựu trong nghề. Cuộc chơi này nó nhiều màu sắc hơn và mình cảm thấy là mình rất là vinh dự khi mà bước vào một cái cuộc thi mà có rất là nhiều thí sinh chất lượng. Thực sự mình phải đến một cái thời điểm nó chín muồi thì mình mới có thể tự tin mình tham gia cuộc thi này. Những bước đi tự tin, những hình tượng cuốn hút, khát khao chinh phục đỉnh cao mới, phá bỏ giới hạn của bản thân, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Những cô gái Gen Z và những người chị tiền bối mà lại có rất là nhiều kinh nghiệm, đây sẽ là một cái sự giao thoa rất là thú vị. Vì em là một người mới hoàn toàn, hành chính là một điểm mạnh ạ. Khả năng chiến thắng của mình cao khi mình là người mới hoàn toàn ạ. Em năm nay 21 tuổi, em tự tin là em là một cô gái có nội dung, có thể truyền cảm hứng đến tất cả mọi người. Bà Đan Chi mong muốn là sẽ mang đến luồng gió mới, có thể là mang được cái khả năng KOC này, khả năng chốt đơn, sáng tạo nội dung ở trên những nền tảng số và đưa vào trong những cái vòng thi trong chương trình Universe 2024. Những câu hỏi thẳng thắn. Kỳ Duyên, dạ. Tại sao em là thí sinh mà em lại đi thi như một celeb? Đấy là trên mạng người ta hỏi thế. Chứ chị thì chị hỏi là Duyên ơi, đẹp quá em ơi. Em sẽ đối diện như thế nào với cái quan điểm của người ta rằng là chân dài thì não ngắn? Và em hiện diện ở đây với hồ sơ trung học phổ thông. Với cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2024 là cơ hội cuối cho Miley. Em nghĩ như thế nào và em sẽ phải làm gì? The New Mentor là chương trình nâng cao vị thế người mẫu. Em đã từng tham gia một cuộc thi nâng cao vị thế người mẫu. Vậy thì ngày hôm nay em lại tiếp tục tham gia một cuộc thi hoa hậu. Liệu rằng hai điều đó có mâu thuẫn với nhau không? Em có cái sự phản biện như thế nào khi có một số ý kiến cho rằng em tham gia cuộc thi để tìm hào quang rực rỡ so với hai vai trò trước đây khá là mờ nhạt. Vương miện của năm nay trị giá không quá 24 triệu đồng. Liệu rằng nó có xứng đáng cho sự đánh đổi của em ngày hôm nay ở đây hay không? Những chia sẻ thật tâm. Chúc mừng em đã rất là dũng cảm, không những là dám sống với cái giấc mơ đấy của mình mà còn nói ở một cái nơi rất là đặc biệt như thế này. Em chắc chắn sẽ là một thí sinh rất đặc biệt. Việc em nâng cao vị thế một nghề là nâng cao vị thế cho cả cộng đồng, tất cả những người cùng làm cái nghề đó. Còn việc em tìm kiếm danh hiệu là em tìm kiếm một thành quả cho những hoạt động và nỗ lực của cá nhân em. Anh nghĩ cộng đồng muốn tốt thì cá nhân phải tốt trước đã. Chị nghĩ em cần mạnh mẽ hơn để lướt qua nhiều thứ nó lớn lao hơn. Mấy em nghĩ sao về những lời vu khống của những người không biết nghĩ? Chúng tôi lướt qua rất là nhiều thứ mà nó không phải là của mình, và tập đối diện với nó rồi lướt qua. Và đặc biệt là mình rất là ấn tượng với cả cái nét đẹp của em, bởi vì em rất là thông minh. Chị rất nể phục em. Ngày xưa khi mà chị đi thi á, Hương Giang Idol không có là ai hết, mà chị đã sợ rồi. Đi thi mà không được cái gì
thì mình mất. Sẽ là chất xúc tác để khai phá những điều ẩn sâu bên trong của các ứng cử viên tiềm năng trong chặng hành trình chinh phục ngôi vị Miss Universe Việt Nam 2024. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng các người đẹp trên hành trình đầy cảm hứng của Miss Universe Việt Nam 2024. Ngay sau đó, top 33 người đẹp Miss Universe Việt Nam 2024 sẽ bước vào thử thách đầu tiên, Image Round. Image, hình tượng, là mảnh ghép đầu tiên để tạo nên Influencing Beauty, một vẻ đẹp có sức ảnh hưởng. Phía sau mỗi hình tượng là những câu chuyện đặc biệt mà mỗi người đẹp trẻ muốn mang đến với Miss Universe Việt Nam 2024. Tất cả các cung bậc cảm xúc sẽ có trong tập 1 Miss Universe Việt Nam 2024, phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2024 trên kênh YouTube Hương Giang Entertainment.